ta là người một nhà, có thập chỉ liên tâm đứng dưới mái chùa của là chùa Vĩnh Nghiêm. Chân thành cảm tạ bác sĩ Dư Quang Châu. Rồi xin chào các bạn. Ok, đây là những người là đại diện cho xứ Úc. Đây. Good day, good day. Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Rồi. Aussie, Aussie. Rồi xin chào các bạn. Đây là những người Úc thời tiền sử. Đấy, có cái gì phát biểu xin mời Phan để cho mời phát biểu từng người nha. Yeah. Rồi anh Thái phát biểu đi. Rồi. Mở đèn ra, mở đèn. Rồi. Trước tiên hết, xin cảm ơn thầy trụ trì tiếp viên trên đã tiếp đón rất nồng hậu và đã tổ chức cho một ngày tham quan quá tuyệt vời. Xin cảm ơn với phái đoàn và ẩm thực này kia. Trước hết là xin cảm ơn thầy Liên Trân, sau đó cảm ơn phái đoàn của thầy Châu từ Việt Nam và mấy anh em từ Âu Châu qua, cũng như quý vị ở trong chùa Vĩnh Nghiêm đã tạo cho một cái không khí buổi đi chơi này quá là tuyệt vời. Mặc dù trời có mưa, nhưng mưa thì mưa, trong lòng ta vui thì được rồi. Cảm ơn quý vị. Nói hay gì mà dám nói là không có gì phát biểu. Thầy xin mời thầy có vài lời với anh em. Hôm nay ngày cuối cùng đoàn của bác sĩ Dư Quang Châu, anh Thái, anh Minh, cô Liên còn ở lại nước Úc. Ngày mai thì bác sĩ Dư Quang Châu trở về Việt Nam thay mặt cho những học viên học khóa học thập chỉ liên tâm, chân thành cảm tạ bác sĩ Dư Quang Châu cũng như anh Thái, anh Minh, cô Liên đã đến Úc Châu truyền đạt lại những cái kiến thức về bấm huyệt, về y học rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ bác sĩ Châu cũng như những người phụ tá anh Minh, anh Thái và cô Liên. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn tất cả các anh chị em, coi như chúng ta là người một nhà.
có thập chỉ liên tâm đứng dưới mái chùa của là chùa Vĩnh Nghiêm. Đây là đội thập chỉ liên tâm tại Sydney, Úc Đề Lợi. Xin chào các bạn. Xin chào cả nhà. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm.